Vâng, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái nghề gọi là cái nghề phát tà rơi. Cái nghề này không kém gì cái nghề Uber và Grab hiện nay đang phát triển hình thành ở những đô thị lớn. Đây là nghề phát tà rơi. Nó cũng ăn nên đập ra không những nơi đô thị lớn như Sài Gòn, những khu đô thị sầm uất hiện nay ở thành phố lớn. Vâng, đây là nghề phát tà rơi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu nghề phát tà rơi cho mọi người cùng xem. Hiện nay thì mình đang cầm trên tay là hai cọc tà rơi. Đây, một cọc là 500 tờ. Đây. Hai cọc này là 1.000. Thì mình đang phát cho một cái gọi là cái công ty. Công ty này có đóng thuế đàng hoàng. Cùng một ngân hàng của ngân hàng Việt Nam đó, trong những ngân hàng Việt Nam. Và ngân hàng có đóng thuế đàng hoàng. Nên chúng ta phát tờ rơi không an toàn, không có gì gọi là nguy hiểm, không có gì gọi là thu tờ rơi. Hai cặp tờ rơi này 1.000 thì mình sẽ phát cho chồng 2 tiếng đồng hồ. Chỉ 2 tiếng thôi. Thì mỗi quy định giá là 1 tiếng sẽ là 50.000. Đó, 2 tiếng sẽ 100.000. Cái nghề này thuộc nghề phát tờ rơi, đây là nghề thuộc nghề tự do trong xã hội. Đó, không có quy định giờ giấc hay ràng buộc. Cái nghề này chẳng hạn như là bây giờ nó đơn giản thôi, ví dụ nha, những quán ăn, những nhà hàng, khách sạn họ mới khai trương, họ mở ra, họ không có khả năng quảng cáo trên TV thì họ dùng những người phát tờ rơi. Bên kia cũng là phát tờ rơi thì họ sẽ dùng những người phát tờ rơi như mình đây nè. Đó, họ sẽ quảng cáo để phát tờ rơi cho mọi người cùng biết là những quán ăn đó mới mở, những cái siêu thị đó mới giảm giá khai trương. Đó, phát tờ rơi có nhiều hình thức phát lắm, phát ở ngã tư ngã ba đó, ngã tư ngã ba rồi phát khắp phát nhà rồi mình dán những cột điện. Nhưng mà bây giờ sau này thì nhà nước mình không cho dán cột điện nữa thì mất thẩm mỹ mỹ quan đô thị đó, họ chỉ cho phát tờ rơi phát nhà thôi. Và đây là trong những ngã tư lớn của ở quận 7 rất là lớn, ngã tư của Nguyễn Văn Linh và ngã tư của Nguyễn Thị Đập và Nguyễn Hữu Thọ. Đây, xung quanh là những nhà cao tầng. Còn bên phải chúng ta là siêu thị Lotte Mart. Nên mình sẽ chọn địa điểm ở công ty mình á, sẽ mình điều mình xuống đây là ngang ngã tư này, tại vì xe cũng đông. Đó, xe cũng đông nên nên công ty mình sẽ điều khiển mình sẽ phát tờ rơi. Đây là thuộc một cái công ty gọi là cho vay nhưng mà lãi rất là thấp nên người ta cũng có nhu cầu vay khá là nhiều. Đây, bây giờ mình sẽ chích ra hai tờ rơi, chích ra phần nửa để mình nghe. Đây, mình sẽ cầm hai cọc tờ rơi như vậy, sẽ đi phát, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách phát tờ rơi. Và những người nào mà hiện giờ thì nói chung là cái nghề này là nghề rất tự do, không có làm một gì giờ giấc. Đó, muốn phát thì phát, muốn nghỉ thì nghỉ, không có gì hết trơn. Thì một ngày mới phát được tùy theo sức của mình thôi. Chẳng hạn như buổi sáng thì phát được 2 tiếng, buổi chiều thì có thể cũng phát được 2 tiếng nữa, ngày được 200.000 thì đó. Tùy theo sức của mình, khả năng sức của mình, hoặc là dành chỗ giờ nào thì mình đăng ký lấy tờ rơi mình phát. Đó, có nhiều loại phát lắm, phát cho bất động sản, phát cho quán ăn, nhà hàng đó, thì mình phát cho một dạng là cho vay, hay cho vay với tiêu dùng cá nhân thì cũng cái lãi cũng không cao lắm. Cái nghề này thì đòi hỏi đó là nếu mưa thì sao, nắng thì sao. Đó, nếu trường hợp mà trời mưa thì có lẽ là không phát, trời nắng thì vẫn phát bình thường thôi, còn trời mưa thì có lẽ không phát, thì nó gây hiện tượng là ướt tà rơi thì không phát được, cái người lấy tà rơi họ không lấy được. Đó, và đòi hỏi cái nghề này đòi hỏi nó nói chung là khi mà chúng ta đi phát tà rơi gì đó, có những người mà bất ý thức giao thông đó, chạy vô tiền đỏ luôn thì cho vậy rất là nguy hiểm. Nên là mọi người cẩn thận, nên những người phát tờ rơi cẩn thận. Mình sẽ hướng dẫn cho và giới thiệu cái nghề phát tờ rơi sơ qua. Bây giờ mình sẽ đi phát tờ rơi cho mọi người cùng xem nha. Qua đèn xanh đây. Hai đèn xanh. Khi nào đèn đỏ thì mình phát tờ rơi. Bây giờ đèn xanh thì đang chạy. Không, chuẩn bị đèn đỏ phát tờ rơi, mình sẽ phát tờ rơi nha. Ở lần kia có một chị phát tờ rơi. Đó. Vậy mà ở đây đen nó chị đang lên phát tờ rơi. Bây giờ mình sẽ đi đất rồi.
xe lên cho mọi người cùng xem nha. Đèn đỏ thì ra phát, đèn xanh thì mình dừng. Điều người xuống kiểm tra mình thôi, thì mình phát như vậy thì sẽ mau hết hơn. Nếu hết tờ rơi thì mình chạy về sớm. Đây chuẩn bị đèn đỏ 5 giây rồi, chỉ đèn đỏ mình sẽ phát một lần nữa nha cho mọi người xem nha. Khi báo chủ là điện thoại cho chủ là mình sẽ là phát tờ rơi hết rồi, mình kiểm tra là kiểm tra mình à, hết tờ rơi mình sẽ về sớm đó. Thì cũng ngày này đòi hỏi thì không có gì chân á, chỉ quan trọng thì chỉ nắng thôi, nắng thời tiết, dựa vào thời tiết. Địa điểm này thì cũng khá là mát mẻ, không có gì là nắng lắm, có những địa điểm rất là nắng. Còn xe á, khi mà mình đi mình gửi xe á, thì xe mình sẽ để lề đường hoặc là mấy cái dọc mà ấy lề đường đó, mình vừa phát tờ rơi thì mình vừa kiểm tra xe của mình đó, vậy đó. Xe cũng khá là nhiều, địa điểm là xe khá là nhiều nên cái công ty thì mình sẽ phát tờ rơi ở ngã tư này. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cái nghề gọi là cái nghề phát tờ rơi đó, và giới thiệu về phát tờ rơi cho mọi người cùng biết. Cái nghề này thì những người nào đó nói chung là thời gian rảnh rỗi thì đi phát tờ rơi. Vâng, hôm mình cảm ơn mọi người đã cùng cùng mình xem để mình cách phát tờ rơi. Vâng, giới thiệu cho mọi người.